Ngày mới Hai Xuống xin chào cô chú anh chị và các bạn. Bữa nay mẹ Hai Xuống sẽ nấu món cà ri vịt á, mình nấu với khoai mì mình bào ra, mình hấp xong mình để vô. Mình mời cô chú anh chị các bạn cùng xem clip nha. Trứng này hết rồi, anh bằm rồi ướp thịt luôn. Cái cà nó dài lắm. Mình hãy cho cà vô mình nấu cà ri luôn. Cà nấu cà ri. Đó chính cái cà nó dài. Lớp thịt cho nó thấm luôn rồi mình nấu cà ri. Đường, muối, tỏi phi. Tỏi xả, củ hành, mầm chua, hết ớt. Dưới hạt nêm, nước nước mắm nha, chọn con thắm quên cà ri đó chứ, rất là ri mà quên cà ri nữa, thắm quên cà ri mới để trong bọc mình chưa đấy, cà ri mình nấu như đây là hai bịch cà ri. Cà ri ông cha già hay gì? Ông cha già. Viên cà già này ngon rồi. Mà có loại cà ri cay nữa. Cà ri mà có để chữ hậu xanh nữa. Mình lấy cà ri này đi. Cái cà ri này, cà ri lá đó nè. Cái lá luôn. Cái dừa làm câu câu ngon quá rồi. Nó to, cái giáo nó không có... Đó, rau bự nhưng mà cái nó mỏng. Thấy chăng xù đông y nó ăn liền phát cái dừa sâu cái dừa mình nhấm lửa đậu bắt nồi lên xào thịt.
thơm. Nó xong rồi mình đổ nước dừa tươi vô. Đây thì cho nó sắc xuống cái mình dắt nước cốt dừa để vô nữa. Củ khoai là mấy kg? Khoai là 3 kg. Củ khoai mình mài ra, mình hấp để vô cà ri. Cà ri khoai mì. Nếu có cái cà nữa mình để vô đó cà ri luôn. Nghe người ta nói cà ri mà để cà vô cũng ngon á. Mình nấu ăn thử nè. Nó mềm đó thì mình để vô sao. Cái dảo mình để vô trước. Rồi mình để nước cốt dảo vô trước. Sau cho nó mềm cái mình để cốt nhất vô sau. Mình khoai mì này mình dắt nước cho nó ráo rồi mình mới nấu cái ấu mình hấp. Cái mì này giờ mình cho muỗng bột ấu vô với 2 muỗng đường vô cho nó ngọt ngọt, nhận thêm 1 tí xíu muối nữa. Cái bột của khoai mì nó dẻo ghê ha mày. Bột khoai mì nó mịn, nó nhuyễn nhừ, trộn vô luôn cho nó dẻo. Hai phút nữa là về tới mà. Nghe kêu gần gần tới rồi. Làm tóc thành phút nữa. Nó kéo quần nó tới. Có gì trái gì tròn không?
Đây là viên tròn. Nó là làm biến nắng rồi. Nắng giờ nhà viên nó hương. Hôm nay mình làm xong rồi để vô hết. Cà tiếp nó cũng cái dài mà. Cà tiếp cũng cái dài đó. Này mình để luôn. Trong rồi ạ, chín rồi. Rồi cái khoai nó trong rồi, chín rồi. Thì mình nhắc ra để vô kệ đi. Nó trong rồi, nó chín rồi. Rồi thì mình để cà vô, có cái cà mình để vô luôn. Khoai với cà có cái nào mình ăn nó ngon nha. Cái nào cũng ngon. Để khoai vô luôn. Khoai này là mình hấp nó chín rồi, thì mình để chở vô nồi cà riêu cho nó thấm. Khoai này cái màu dẻo lắm nè. Mình để miếng điều, hạt điều mình phi. Cái màu vô nó đẹp. Để nó cục nhất vô luôn. Quay qua để củ hành tây vô. Để nó cục nhất vô. Quá béo luôn. Béo. Thêm vô miếng sữa nữa cho nó béo dữ nữa. Miếng sữa đặc nữa. Có hạt điều nữa mà nó đẹp hết sức. Cà ri nè, mình chấm bánh mì, thịt chấm muối ớt. Ừ, cà ri chấm bánh mì. Chuyện mưa tới thui lùi luôn rồi. Hôm nay mưa sớm. Cà ri chấm bánh mì với gia đình mình nha. Cà ri cà. Cà với khoai. Rồi mình mời cả nhà ăn bánh mì chấm cà ri với gia đình mình nha. Mình trước làm miếng cà đi. Bánh mì chấm cà ri. Nè chấm ớt ngon lắm à. Thịt chấm ớt ngon hơn. Mình mời cô chú anh chị các bạn cùng ăn cà ri với gia đình của mình nha. Cà ri chấm bánh mì. Cái này mua để sớm vậy giờ nó bị dai. Bánh mì nào nó rồi hay rồi. Còn cái ấu à. Nhân nhiều khó nhai hả? Nào. Phải hay dẻo không? Chỉ mua tới thôi chừng.
Cái cà nó dài lắm. Chúng nó cà kia nó chỏ luôn. Cái dài quá. Còn cái nào nữa? Đó. Cái này cà cái đó hả? Dạ, cà bữa rồi đó. Ủa, đợi trước người mua lâu lắm rồi, tầm giờ mới giá. Mua giờ đất cà. Mua 5 cây. 5 cây mà con dòng thường thấm được có không? 2 cây hay gì vậy? 2 cây vậy cho con gái thì không. Cắt 5 phút. Đất mình biết hết tốt rồi. Đó chứ mình trồng tốt sợ hả? Chứ ngoài đó nó ăn trồng không? Ăn trồng đó nó ăn lâu hết, chứ mình cho tại nó ăn. Như nó càng cũng ngon lắm. Ngon thay đúng rồi. Chấm mỡ thôi. Cái mì quá dẻo luôn. Cái áo người kia đạn cu ly. Ly cái áo. Ừ. Nó trông nó khác hơn. Ngon hơn chứ. Khỏi thịt. Khỏi thịt đi. Ừ, ngại quá, khỏi thịt đi, nó quất một chén luôn. Đang đi học gì, đang đói bụng gì vậy? Ừ. Quá ngon. Béo. Nóng hơi cay không? Trong phòng có hai cái ớt hiểm.
béo ngon. Mẹ thấy không béo. Béo hả? Không. Bên ngon. Bên ngon là hay là ngon. Béo. Mẹ có ngủ ai rồi? Nhóc rồi, ngủ một cái lô. Ngủ hai cái hai cái lô. Má tụi mẹ còn một củ nữa. Hai Sướng xin kết thúc với cô chú anh chị các bạn. Mình hẹn cô chú anh chị các bạn tiếp theo của Hai Sướng nha.